Xin chào các bạn, thì đến với chương trình tư vấn du học Hà Lan của công ty Tâm Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Đến với chương trình hôm nay thì Tâm Đại Dương sẽ giúp các bạn chuẩn bị cuộc sống khi mà du học tại Hà Lan. Thì đầu tiên là vấn đề nhà ở. Nếu bạn đang tham gia một chương trình trao đổi văn hóa hoặc là nhập học một khóa học quốc tế, phòng ở của bạn có thể được thu xếp trước. Tìm được một nơi ở tại quốc gia đông dân như là Hà Lan thì không phải là chuyện dễ. Các sinh viên Hà Lan thì được tìm chỗ trọ ở thị trường tự do. Các phòng cho thuê thì thường không được trang bị đồ đạc, bếp và phòng tắm, thường dùng chung với một người bạn khác. Phần lớn thì các hợp đồng cho thuê có thời hạn ít nhất là 6 tháng hoặc là 1 năm. Trước khi lên đường du học tại Hà Lan thì bạn nhớ hỏi là liệu trường nhận bạn đã có bố trí về vấn đề nhà ở cho bạn trước hay chưa. Và thứ hai là vấn đề bảo hiểm. Luật pháp Hà Lan thì yêu cầu tất cả mọi người sinh sống ở Hà Lan phải mua bảo hiểm y tế. Vì vậy mà mọi sinh viên phải chắc chắn mua bảo hiểm đầy đủ trong thời gian tạm trú. Nếu bạn mua bảo hiểm ở Việt Nam, bao gồm đầy đủ các chi phí thuốc men và trách nhiệm pháp lý trong thời gian bạn sống ở Hà Lan, bạn nên đem theo giấy xác nhận bằng tiếng Anh, ghi rõ chi tiết các hạng mục được bảo hiểm thanh toán. Nếu bạn không mua đủ các hạng mục bảo hiểm cần thiết thì bạn sẽ mua bảo hiểm ở Hà Lan. Trưởng phòng sinh viên tại trường mà bạn đăng ký thì có thể cung cấp thêm thông tin cho bạn. Một số hợp đồng bảo hiểm được thiết kế đặc biệt dành riêng cho học sinh. Và vấn đề nữa là chi phí sinh hoạt. Theo cuộc khảo sát nghiên cứu ở mức sinh hoạt thế giới gần đây nhất cho thấy thì chi phí sinh hoạt ở Amsterdam khá rẻ so với các thành phố khác như là New York, London, Paris và Bắc Kinh. Kinh nghiệm cho thấy là một sinh viên sống và học tập ở Hà Lan trong vòng 1 năm sẽ chi tiêu trong khoảng từ 400 đến 700 euro trên một tháng. Khoản tiền này dùng để chi trả chi tiêu hàng ngày, tiền thuê nhà, lệ phí đăng ký học và học phí. Bạn không thể trông chờ có một thu nhập thêm nào sau khi bạn đặt chân đến Hà Lan. Các trường đại học ở Hà Lan không có ngân sách để hỗ trợ sinh viên. Nếu bạn là công dân đến từ các nước thuộc khối EU hay là EEA thì bạn có thể được hưởng một khoản trợ cấp hoặc là được hoàn trả học phí. Và một vấn đề cuối cùng mà Tâm Đại Dương muốn chia sẻ là vấn đề sinh viên khi mà học tập thì có thể đi làm. Thì là sinh viên nước ngoài tại Hà Lan thì bạn có thể muốn làm việc bán thời gian. Có nhiều sinh viên quốc tế còn giấy phép lao động để nhận được việc làm bán thời gian. Quy định này thì phụ thuộc vào quốc tịch của bạn. Sinh viên khối EU hay là EEA thì còn giấy phép lao động và có hai lựa chọn. Nếu bạn muốn làm việc trong khoảng thời gian đang học, hoặc là làm việc ít hơn 10 tiếng một tuần trong suốt cả năm, hoặc là làm việc toàn thời gian chỉ trong các tháng 6, 7, 8. Và mọi thắc mắc về vấn đề trên thì các bạn có thể liên hệ đến công ty tư vấn du học du lịch Tâm Đại Dương qua số điện thoại là 083 848 4879. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hành Trang Du Học. Quý vị và các bạn thân mến, sau một thời gian phát sóng thì chương trình Hành Trang Du Học đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả xem đài. Và ban biên tập chương trình cũng rất vui vì những thư đóng góp ý kiến cũng như những thắc mắc liên quan đến du học mà quý phụ huynh và các bạn học sinh đã gửi về cho chúng tôi. Chính vì vậy mà chương trình Hành Trang Du Học kỳ này, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những nội dung xoay quanh vấn đề du học Thụy Sĩ và Hà Lan theo như những thắc mắc mà quý vị khán giả đã gửi về cho chúng tôi. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu về một đất nước khác cũng được rất nhiều bạn học sinh, các bậc phụ huynh quan tâm, đó chính là vấn đề du học tại Hà Lan. Là một đất nước xinh đẹp, hiền hòa với một nền giáo dục thật tiên tiến. Và để đến nước này để du học thì chúng ta cần phải chuẩn bị những gì, thủ tục ra sao và đất nước này đang có những gì chờ đón các bạn du học sinh, thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên là đến từ một bạn ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, đó là bạn Triệu Phúc, thì bạn có hỏi rằng là để mà học tại Hà Lan thì có cần phải có những cái điều kiện gì, có yêu cầu anh ban đầu vào hay không, và khi xin visa du học Hà Lan thì có cần phải chứng minh tài chính hay không thưa cô? Khi du học Hà Lan, yêu cầu đối với một chương trình đại học là phải tốt nghiệp phổ thông trung học có IELTS 6.0 hoặc TOEFL IBT 79. Còn đối với chương trình thạc sĩ, sinh viên phải có bằng cử nhân về cái ngành học có liên quan, IELTS 6.5, TOEFL IBT là 92 trở lên. Một số chương trình hướng nghiệp có thể có những điều kiện đặc biệt như kinh nghiệm việc làm hoặc GMAT
hoặc là GIE. Các bạn sinh viên và quý phụ huynh khi muốn cho con em mình du học tại Hà Lan nhưng trình độ Anh văn chưa đủ để theo yêu cầu đầu vào của khóa chính thì có thể đăng ký một khóa học dự bị của trường, thời gian từ 6 tháng đến 1 năm đối với bậc đại học và thạc sĩ. Về chính sách visa của du học Hà Lan, sinh viên không cần phải chứng minh tài chính. Nếu được trường chấp thuận vào nhập học thì gần như cái hồ sơ của bạn đã chắc chắn là có được visa. Nói chung, thủ tục du học Hà Lan là đơn giản và tương đối thuận lợi. Phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương để có được thông tin cụ thể hơn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính, tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ, hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ, khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.